Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món bánh hoa mai. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Một ký khoai môn, sau khi chúng ta sơ chế thì cắt khoanh, cho vào sửng hấp. Khoai môn sau khi hấp chín thì chúng ta xay mịn. Chúng ta cho khoảng 250g đường hoặc 300g đường nếu thích ngọt, thêm 3 muỗng canh dầu ăn vào. Chúng ta xên nhân cho đến khi môn hơi đặc lại và có thể vò viên là được. Sau cùng, chúng ta cho 2 ống vani vào nhân. Về phần vỏ bánh, 260g bột mì ngan, 60g tinh bột bắp, 50g đường, 120g dầu ăn, 120g nước. Một muỗng cà phê bột nổi. Chúng ta nhồi bột đều tay và để bột nghỉ khoảng 30 phút. Phần bột áo, 50g mì tinh, dầu ăn, chúng ta nhồi đều đến khi hơi khô, vừa tay. Chúng ta vo viên nhân, sau đó chúng ta tạo hình cho bánh. Các bạn lưu ý, cuộn bột vỏ bên ngoài, bột áo vàng bên trong.
càng cuộn mỏng bánh sẽ càng được nhiều lớp khi nướng. Hỗn hợp vớt lên mặt bánh, dầu mè, trứng, chúng ta hòa tan.
Bánh nướng khoảng 20 phút thì chúng ta thoa hỗn hợp trứng, dầu lên mặt bánh. Chúng ta nướng tiếp khoảng 20 phút nữa là bánh chín. Chúc tất cả mọi người làm món bánh hoa mai thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.